Chào bà con, chào các bác. Nay Phương bò về con bò Barbie, hàng đẹp siêu cấp luôn nhé các bác. Hàng tuyển bò ca nhảy luôn, không lỗ vết nha các bác. Bò mới hơn 6 tháng, đẹp chấm hết luôn. Đây em review chi tiết các bác xem. Dòng này các bác về tuyển bò ca nhảy được nhé. À, quá đẳng cấp luôn này. Nhìn càng lớn này. Chim xoăn dài à, quá đẹp luôn. Đây quay chi tiết cho các bác đằng trước sau ngang dọc, không có điểm chê nha các bác. Hàng này các bác nuôi tuyển cà nhảy đẹp luôn. Cái lông nó đang đổi lông, cái bò này mà hết cái lớp lông này đi thực sự quá đẹp luôn. Trái mình thực sự là khỏi chê luôn. Hàng VIP luôn nha các bác. Tuyển ca nhảy hàng đẹp. Giá công khai là 36 triệu này, bớt cho bác 500. Hàng tuyển nhé. Sự tìm những con bò như này các bác rất là hiếm luôn. Tuyển bò ca nhảy là các bác biết này. Từ chân móng rồi tất cả. Đây, chân đuôi này. Quá tuyệt vời luôn nhé. Khỏi suy nghĩ. Vip phim vip luôn. Và không có một tí vết đâu nha các bác nhé. À, giống nó phải tuyển nó kỹ lưỡng như thế, không phải em tuyển bò cà nhảy cho các bác mà lại bảo bò thế lọ thế kia, không tỉ vết nha các bác nhé. Em quay bác xem luôn này. À, quay đầu nhá, này quay lưng này. Đó. Chân móng này tròn xe luôn nhé. Đây, chim dài. Đấy. Tuyển con mổ cà nó phải kỹ lưỡng, không một vết. Này, chân này các bác nhìn cái chân này, như vồ luôn nhé. Đấy, mổ cà nó như vậy các bác này. Quá đẳng cấp luôn nha. Đấy, bốn móng vuông đét luôn, không một lỗi luôn nha các bác. Bò hơn 6 tháng rưỡi nha, rất là ok luôn. Các bác nào có nhu cầu tuyển cà nhảy thì điện trực tiếp cho em này. Sự con bò này có nó chỉ tầm tháng nữa các bác nó hết cái lượt lông này thì nó thật sự là quá đẹp luôn. Siêu VIP nha các bác. Quá ok luôn. Bác nào có nhu cầu tuyển hàng nhảy thì bộ ca nhảy thì điện trực tiếp cho em này. Giá là 36 triệu bớt cho các bác 500. Quá đẳng cấp luôn. Bò này các bác mà tuyển bò nhảy mà không mua thì cũng tìm hơi khó luôn. Em khẳng định với các bác. Rất ok nhé.
tuyển kỹ lưỡng, không một lỗi vết luôn các bạn. Chào các bác.